Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan hạng C, đó chính là chiếc xe Kia Cerato. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Kia Cerato thì nó đã gồm có những phiên bản 1.6 và phiên bản 2.0. Ở 1.6 thì chia ra phiên bản số tự động và phiên bản số sàn. Còn riêng ở cái phiên bản 2.0 như chiếc xe này đây thì là chỉ có số tự động thôi quý bạn nhé. Và số tự động ở cái phiên bản 2.0 này đã được trang bị là đầy đủ các option rồi. Có thể nói là full option quý bạn nhé. Từ khóa thông minh, đè nổ start top cho đến nội thất da, la răng đúc, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển cruise control, điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc điện thoại thông minh, cửa nóc. Đấy quý vị bạn nhé, đầy đủ tất cả các option ở chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 này rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Kia Cerato 2.0 này được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi quý bạn nhé. Biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp đây quý bạn ạ. Đấy, biển số rất là đẹp. 30F63663, biển số rất là đẹp luôn quý bạn nhé. 30F này, 63663, toàn tài và lộc thôi ạ, lộc tài. Đấy, rất là đẹp. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Kia Cerato 2.0 tên tư nhân biển Hà Nội, biển đẹp như thế này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là chiếc xe không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 629 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe. Như vậy là quý vị các bạn chỉ việc trả 30%, trả trước 30% giá trị của xe và nhận xe thôi ạ. Số tiền còn lại là 70% quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2.0 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato 2.0 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi mua về chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2.0 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và còn nguyên bản nè, nguyên bản từ dàn lốp này. 4 quả lốp này còn mới tinh chưa thay và lốp sơ cua chưa hạ quý bạn nhé. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2.0 này ạ.